Rồi, xin chào anh chị nha. Hôm nay anh chị cùng em đến xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để cùng xem một cái mảnh vườn trồng khóm với diện tích là 12.600 mét vuông nha quý anh chị. Quý anh chị xem thích thì gọi ngay số điện thoại trên màn hình nha, số của chủ đất luôn đây. Và vị trí của chúng ta hiện tại là đang đứng ngay cái ngã ba, một hướng này là vào Thiền viện Trúc Lâm nha quý anh chị. Còn hướng trước mặt này đó là chúng ta đi Sài Gòn và ra thị trấn Tân Phước. Đi ra Tân Phước thì khoảng 7-8 km, còn đi Sài Gòn là khoảng 50 km nha quý anh chị. Đường rất là thông thoáng. Rồi còn bên trái chúng ta là đi 1 km nữa là chúng ta sẽ đến chợ Thạnh Tân, ủy ban, trạm y tế, trường học, thì chúng ta sẽ cách 1 km nha anh chị. Tiếp theo là cái hướng chúng ta qua cây cầu. Qua cây cầu nhỏ này là cái hướng chúng ta vào đất là khoảng 850 m. 850 m là tới đất. Còn đây là ngay vị trí đất rồi nè quý anh chị. Từ hướng đất chúng ta theo hướng này chúng ta đi ra lộ. Đó. Rồi, miếng đất này nó rất là đẹp luôn. Nó hình vuông, nó gần như vuông. Thì nó có được hai cái mặt tiền, một mặt tiền kênh nhỏ và một mặt tiền kênh lớn nha quý vị. Ở trên đất thì gia chủ đã trồng thử nghiệm một số cây mít nhưng mà thấy nó vẫn xanh tốt nha, vẫn xanh tốt luôn như quý vị anh chị. Có thể là đất này có thể trồng dừa, trồng mít, trồng thanh long. Đây là con đường D này thì nó chiều ngang nó khoảng 5 m, này đang có dự án làm lộ 5 m đó nha quý vị. Hiện tại thì khóm nhà chủ trồng được 2 năm rồi, đang thu hoạch, đang trong giai đoạn thu hoạch. Thì theo khóm này thì mỗi 1,5 tháng á, người ta sẽ thu hoạch một lần. Thì với diện tích này thì gia chủ nói là mỗi một lần thu hoạch chúng ta được 3 tấn, được 3 tấn trái nha quý vị anh chị. Thì quý vị anh chị nào mua miếng này vô là chúng ta sẽ có thu ngay luôn. Chúng ta sẽ có khóm thu liền, tại vì khóm đang trong giai đoạn cho trái mà. Và đây là mặt tiền trước sông lớn. Ở đằng trước này có sông lớn nha quý vị anh chị. Con sông. Mặt tiền sông, đường đê lớn chuẩn bị lên nhựa. Có cột điện, có trụ điện vô tới đất luôn rồi. Quý vị anh chị nào quan tâm thì gọi ngay số điện thoại trên màn hình nha quý vị anh chị, gặp trực tiếp chính chủ. Đây quý vị xem, khóm Tân Phước là cái thủ phủ của khóm đó nha quý vị anh chị. Thì kinh tế của Tân Phước thì hầu như là đa số là khóm. Và miếng đất này thì gia chủ ra bán với giá là chỉ 150 triệu cho 1.000 mét vuông nha quý vị anh chị. Chỉ 150 triệu một công. Thì ở cái khu này á, khu xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước thì có rất nhiều doanh nghiệp đã vào đây mua đất và thành lập lên những cái trang trại chăn nuôi, như nuôi cá, nuôi heo hoặc là trồng thanh long, trồng dừa, trồng mít, thậm chí có một số người ta đã thử nghiệm trồng sầu riêng luôn rồi. Thì em đi thấy nó cũng rất là xanh, rất là tốt, cũng chả thua gì các vùng khác đâu. Rồi quý vị anh chị nào quan tâm thì gọi ngay lên số của điện thoại trên màn hình nhé anh chị. Rồi, em cảm ơn anh chị đã xem nha.